dễ hình cho nó đúng nha. Mặt phẳng nè, N1 nè, N2 nè, vẽ pháp tuyến trước, tia tới nè, góc bao nhiêu, 60, vẽ đúng 60 nha. Tia phản xạ nè, hai góc này phải bằng nhau nha, cây cũng 60 nè. Tia khúc xạ nè, R nè, Y nè, Y phẩy nè, tia tới là mũi tên tới nè, tia phản xạ là mũi tên đi ra nè, tia khúc xạ là mũi tên đi xuống nè.